Chào mọi người, hôm nay Phương sẽ nói đến chủ đề các loại thực phẩm bổ máu. Trước tiên, Phương xin điểm sơ các nguyên nhân gây ra bệnh thiếu máu. Đầu tiên là thiếu máu do thiếu sắt. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất, chiếm từ 25 đến 35% trong tổng số tất cả các ca bệnh thiếu máu hiện nay. Rồi, thứ hai là thiếu vitamin B12 và axit folic. Tiếp nữa là các bệnh mãn tính về gan và thận và hệ nội tiết cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh thiếu máu. Rồi, tiếp theo là thiếu máu tán huyết. Đây là một loại bệnh mà tế bào hồng cầu bị phá hủy nhanh hơn là khả năng tạo ra tế bào mới thay thế của tủy xương. Rồi cuối cùng là các bệnh về tủy xương như là bệnh bạch cầu, bệnh ung thư máu, bệnh máu trắng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh thiếu máu. Rồi, trong chủ đề hôm nay thì Phương sẽ nói đến các loại thực phẩm điều trị và phòng ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt và vitamin nhóm B. Thịt bò là nguồn cung cấp chất sắt vô cùng phong phú. Trong 100 g thịt bò thì chứa khoảng 3,1 mg sắt, tương ứng với 21% lượng sắt cần thiết của cơ thể. Các lượng sắt cần thiết của cơ thể thì phụ thuộc vào giới tính và độ tuổi. Nữ giới thì cần nhiều sắt hơn nam giới. Và theo cái nghiên cứu thì một người phụ nữ trưởng thành cần khoảng 15 mg sắt một ngày. Trong khi đó thì thai phụ cần tới 45 mg sắt một ngày. Bởi vậy mà các bà mẹ trẻ tương lai của chúng ta nên bổ sung chất sắt đầy đủ thông qua chế độ dinh dưỡng để tốt cho con yêu của mình nha. Rồi, thịt bò thì có thể chế biến thành vô số các món rất là ngon luôn, như bún bò, phở bò, lẩu bò, bò bít tết, bò xào, bò kho. Rất rất là nhiều món ngon được chế biến từ bò. Rồi, gan. Rồi nhắc tới gan thì nhiều bạn rất là thắc mắc là ủa không biết gan có tốt hay không, mà tại sao bài báo này kêu là tốt và qua bài kia này nói là gan không tốt. Thì Phương cũng xin nói luôn là trong gan là có chứa rất là nhiều protein, là thành phần quan trọng để cấu tạo lên cơ thể con người. Không chỉ có protein không đâu, mà trong gan thì chứa rất là nhiều vitamin A và chất sắt. Vì vậy mà gan rất là bổ. Còn nhưng mà tại sao lại không tốt? Là bởi vì gan là một bộ phận chuyển hóa và đào thải chất độc trong cơ thể. Chính vì vậy mà trong bộ phận này thì tập trung rất là nhiều chất cặn bã có hại cho sức khỏe. Ngoài ra thì trong gan có thể chứa các ký sinh trùng là vi khuẩn hoặc là virus gây bệnh nữa. Ồ, cũng giống như cuộc đời vậy đó. Nhiều người nhìn nó cứ nghĩ là người tốt nhưng mà thật ra thì không phải là như vậy. Nhưng mà có xài được hay không? Vẫn có thể xài được nếu mà có một số lưu ý mẹo nhỏ, ba mẹo nhỏ lưu ý dưới đây. Thứ nhất là khi chọn gan, ta phải chọn gan của những động vật khỏe mạnh, không không được chọn gan của những động vật bị bệnh. Gan bị bệnh là gan mà có nổi cái nốt sần, hoặc là gan có màu vàng hay là màu nâu sẫm có mùi hôi. Cái đó là gan của những con động vật đó bị bệnh rồi, tuyệt đối không được sử dụng. Cái mẹo nhỏ thứ hai là khi mà chế biến á, ta phải nấu gan chín kỹ để loại bỏ các ký sinh trùng có trong gan. Rồi cái thứ ba là trước khi mà chế biến á, thì ta phải bóc cái lớp màng trên bề mặt gan, bóp hết cái lượng máu động tồn lại trong gan. Đó là ba cái mẹo nhỏ để mà ta có thể chọn gan để ăn an toàn cho sức khỏe của mình. Nhưng mà lưu ý á, là các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch và các phụ nữ mang thai thì nên hạn chế sử dụng gan nha. Rồi, hải sản thì chứa nhiều sắt, vitamin B12 giúp điều trị bệnh thiếu máu hiệu quả. Nhắc về hải sản thì Phương chỉ nghĩ là tới là ngon thôi. Rồi, các món ăn từ hải sản thì vô cùng đa dạng và phong phú. Rồi, các bạn sẽ xem hình mà hình thêm nha. Trứng hay là các loại hạt như là một kiệt tác của tạo hóa gì đó, chúng đã chuẩn bị cho một cá thể mới, một mầm sống mới ra đời, cho nên nó rất là đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết và rất là bổ dưỡng. Rồi, trong trứng thì có rất là nhiều chất như sắt, protein, canxi, phosphor, chất khoáng giúp hỗ trợ và điều trị bệnh thiếu máu hiệu quả. Ngoài ra mà các bé nào mà bị suy dinh dưỡng cũng có thể dùng trứng rất là hiệu quả. Rồi, sau đây Phương sẽ bàn về các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật chứa sắt và vitamin nhóm B. Rồi, bí ngô hạt bí thì rất là giàu sắt, là giàu protein thực vật, caroten, vitamin, axit amin. Rồi, nhắc tới bí thì tôi nghĩ tới canh bí, bí xào, hạt bí ăn ăn trực tiếp. Rồi, nho khô thì chứa các khoáng chất
sẽ giúp cơ thể khoáng chất là sắt, vitamin B sẽ giúp cơ thể tăng cường sản xuất hồng cầu trong máu. Ngoài ra thì nho có tác dụng đào thải chất độc trong cơ thể. Cái nho khô thì các bạn có thể ăn trực tiếp nè, có thể chế biến để làm bánh hay là bổ sung vào chè như chị sâm bổ lượng chẳng hạn. Rồi các loại hạt ở đây như là hạt điều nè, hạt mắc ca nè, hạt óc chó, hạt nhân, hạt dẻ. Các loại hạt thì giàu chất xơ, sắt, omega, vitamin nhóm A, B, C, kẽm, phốt pho, kali, magie, tốt cho điều cho bệnh nhân bị thiếu máu, tốt cho bệnh nhân bị tim mạch, và ngoài ra thì nó còn ngăn ngừa ung thư nữa. Phương hiện nay thì đang bán nho khô và các loại hạt dinh dưỡng gồm hạt điều, hạt mắc ca, óc chó, hạnh nhân và hạt dẻ. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp Phương theo số là 0938 755 362 hoặc vào fanpage Phương có để dưới phần mô tả đó để biết thêm chi tiết nha. Các loại đậu như là đậu xanh, đậu đen, đậu nành, đậu phộng, đậu đỏ chẳng hạn. Đó, các loại đậu nhắc tới thì Phương nghĩ được tới xôi, chè, sữa đậu. Có một lưu ý nhỏ khi mà sử dụng đậu đó là là vì trong đậu có một cái hợp chất mà có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt, cho nên các bạn mà trước khi chế biến á thì các bạn nên ngâm đậu qua đêm để cho hạn chế cái tình trạng đó. Rồi, Phương đã trình bày các loại thực phẩm bổ máu cho cơ thể rồi. Có một lưu ý nhỏ là các bạn nên sử dụng thêm các loại thực phẩm chứa vitamin C và hạn chế sử dụng trà sau các bữa ăn. Đó, tại vì vitamin C sẽ làm tăng khả năng hấp thụ sắt rất là tốt, và hạn chế sử dụng trà vì là trà có chứa một hợp chất mà làm giảm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể. Các bài mà về chủ đề các loại thực phẩm bổ máu nơi đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong một chủ đề sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.